Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2020, Việt Nam ghi nhận có dịch sốt xuất huyết tại 58 tỉnh với hơn 27.000 trường hợp. Đặc biệt, đây là thời gian gần đến mùa mưa. Vì vậy, người dân cần nắm rõ những dấu hiệu nguy hiểm sau đây để xử lý tốt khi mắc bệnh. Sốt xuất huyết là gì? Sốt xuất huyết là bệnh nhiễm trùng do virus dengue có trong muỗi vằn gây ra. Dịch bùng phát mạnh nhất là vào mùa mưa. Đây là thời gian muỗi sẽ sinh sản rất nhanh ở nơi có nhiều nước động. Khi nhiễm virus này, cơ thể sẽ sốt đột ngột lên tới 39 đến 40 độ C, khiến người bệnh suy nhược cơ thể. Những giai đoạn của bệnh. Giai đoạn 1, người bệnh sốt cao đột ngột 39 đến 40 độ C trong 1 hoặc 2 ngày đầu. Giai đoạn 2, từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi bị sốt, các triệu chứng nặng của sốt xuất huyết bắt đầu được nhận thấy. Sốt huyết dưới da ở mặt trước hai cẳng chân, mặt trong của cánh tay, bụng, đùi, chảy máu cam, chảy máu chân răng. Giai đoạn 3, người bệnh hết sốt và thể trạng bắt đầu tốt dần lên, thèm ăn, huyết động bắt đầu ổn định. Những dấu hiệu cho thấy nguy hiểm. Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, bệnh nhân đột ngột hạ thân nhiệt xuống dưới 37 độ C là dấu hiệu không tốt. Chính giai đoạn này, bệnh nhân xuất hiện những biến chứng hạ tiểu cầu hoặc cô đặc máu và tụt huyết áp. Các dấu hiệu nguy hiểm cần được phát hiện sớm bao gồm chảy máu chân răng, chảy máu mũi, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, xuất huyết dưới da, đau bụng dữ dội, lơ mơ, rối loạn ý thức hoặc co giật, xanh tím, tay và chân lạnh ẩm, khó thở. Các biểu hiện nặng nhất của bệnh đó là các triệu chứng của sốc như da tái lạnh, huyết áp tụt, vân vân. Cũng hay xảy ra sau khi sốt giảm hoặc hết. Suy hô hấp do tràn dịch, tràn máu màng phổi, chảy máu phổi hoặc bội nhiễm ở những ngày sau luôn là một dấu hiệu tiên lượng xấu cho bệnh nhân. Bên cạnh các biểu hiện lâm sàng, các xét nghiệm như số lượng tiểu cầu, xét nghiệm đông máu, chức năng gan thận, mức độ cô đặc máu cũng cần được theo dõi sát sao để điều trị kịp thời. Khi có các dấu hiệu trên, người bệnh cần được đưa vào bệnh viện để được xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị. Bệnh nhân sẽ được truyền dịch, truyền máu, hồng cầu hoặc tiểu cầu để kiểm soát huyết áp, chống sốc cũng như các biện pháp hồi sức hô hấp tuần hoàn khác. Cách phòng bệnh. Các cách để phòng bệnh sốt xuất huyết bao gồm: đậy tất cả các vật dụng chứa nước có thể chứa lăng quăng, bọ gậy. Thực hiện thường xuyên các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy trong các ao tù, bể chứa nước. Loại bỏ các vật dụng phế thải, các hố nước tự nhiên, không cho muỗi đẻ trứng. Phát quang cây cối vừa làm giảm nơi sinh sản của muỗi, vừa phá bỏ nơi ẩn nấp của muỗi trưởng thành. Ngủ màng, mặc quần áo dài tay để ngăn muỗi chích ban ngày. Thường xuyên phun hóa chất để phòng, chống dịch. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.